Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn anh em lắp một cái cọc mic không dây vào cái loa kéo như thế này. Ở đây là cái loa JBZ, hàng Trung Quốc. Hàng này thì chỉ có một loa thôi, công suất rất là nhỏ. Ở đây hôm nay mình sẽ đưa một cọc mic không dây tích hợp vào bên trong loa. Ở trong loa này thì nó đã tích hợp một mic rồi, thì nói chung là mic đi kèm theo loa thì không có hay. Đó, cho nên là mình sẽ tháo ra, mình sẽ tận dụng, mình sẽ bỏ cái mic mặc định một mic của nó, mình sẽ thay bằng mic không dây một với một cặp. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo bằng lục giác. Bo này thì nói chung là công suất nó nhỏ thôi nhưng mà nghe ra cũng hay, tại vì nó cũng mình thấy cũng phù hợp. Một bass 16 với lại một chép thạch anh thì dòng này thì nghe ổn, nó thông và đẹp. Thì dòng này ở ngoài thị trường hiện tại đang bán giá 700-800 ngàn gì đó, nhưng mà có kèm theo một cái mic, nhưng mà micro nó rất là giá rất là rẻ, nghe nó kém không hay. Nay mình tích hợp vào cục mic cho nó nghe nó hay một tí nha. Giờ mình sẽ tiến hành tháo. Trong cái thời gian mình làm video này, mấy cái video trước mình làm thì mình có bán một số mạch loa kéo mini đó, thì các bạn cũng tham khảo cho mình, tại vì vừa rồi là phía bên nước ngoài nó dịch bệnh, bên nó phong tỏa rất nhiều hàng hóa xuất khẩu rồi nhập khẩu vào Việt Nam mình thì ứ trệ không có nhập được. Thì tất cả các nhóm hàng thuộc hàng này thì nếu mà nhập từ bên nước ngoài về thì đa số là bị cấm thông cảng, cảng nó không có cho nhập, cho nên là hàng mình không có bán được, hàng không có về. Những bạn nào mà hỏi mình thì mình cũng kêu có đợi, các bạn không đợi được các bạn có thể mua từ shop nước ngoài, chứ nếu shop Việt Nam thì hiện tại cũng không ai bán nữa, các bạn nhập về không được. Mặt này nó rẻ thôi. Bây giờ mình sẽ tháo hết tất cả các con lục giác ở đây ra. Hàng này thì sẽ lục giác, thằng này nghe thì nghe ổn mọi người, cái mặt nó công suất nó yếu thôi. Đây mình tháo gần xong rồi ha, giờ mình sẽ lấy cho mọi người xem luôn. Đây, mặt cũng đơn giản thôi ha, thì nó thiết kế xài bằng IC mà. Đây cũng có Bluetooth, IC công suất đó, này IC công suất nằm ở đây ha. Đó, hai con rồi. Ở trong này thì nó có một cái bình, em bật đèn lên cho mọi người coi này. Đây cái bình nó nhỏ, bình này 5 ampe thôi, 12V 5 ampe. Mình nó cũng khá nhỏ ha, thùng thì mình thấy cũng khá dày đẹp đó. Ở trong đây thì nó có một cái bo mic không dây, đây cái bo nhỏ nhỏ nằm túi ở trong màu đỏ đỏ đây, quay cũng hơi khó ha, nằm túi trong kẽm hơi khó. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra luôn. Đây đây là cái bo mic không dây mặc định của nó, chỉ có một mic thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bo mic khác, hai mic. Đây là cái bo hai mic nha. Đó, hai mic đây mình sẽ chế vào. Thì nó có socket 4 dây đây nè. Đó, socket 4 dây từ bo mic này chúng ta sẽ rút cái socket ra, chúng ta gắn vào. Và chúng ta coi mặt sau này, cái phần mặt sau thì nó có các dự báo thông số nằm phía sau này ha. M để sắt tí đó, cũng hơi mờ để mà đưa sắt vào bạn này. Đây là 3 ao GND và 5V, nó nằm ở hàng đây ha. Bây giờ mình sẽ tính hàng mình xem thử nó có giống không đó. Nếu mà cái định cái nó giống, cái thông số nó giống nhau thì mình chỉ cần rút ra gắn lại thôi ha. Lấy cái bo vàng mình xem này. Đây, ở đây có ao GND, VCC rồi, thấy cũng tương đối giống. Để mình sẽ rút ra mình gắn lại coi. Để chúng ta rút ra chúng ta sẽ cắm lại ha. Nếu như mà bật con nguồn lên mà cái bo vàng mà nó nháy đèn coi như là đã đúng nguồn hoạt động nha anh em. Còn nếu như mà không đúng thì chúng ta sẽ bỏ cái rắc bên này, chúng ta sẽ dời qua bên kia một tí ha. Tại ta cái bo vàng này tới 5 đường lận ha. Rồi mở nguồn lên, hiện tại là không có nguồn nha nè.
chúng ta sẽ rút ra, chúng ta sẽ dời qua bên kia ha. Đây, chúng ta có lấy cái chính A bên kia, không có lấy cái A bên này ha. Đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn lên. Nếu hàng đèn này sáng là ok nha anh em ha. Rồi, vậy là mở nguồn nó động nha. Bây giờ mà sẽ tiến hành thử mic. Lục lục 1 2 2 ba 1 2 2 ba 4 6 1 2 2 ba 4 5 lục 1 1 Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra thử cái thứ hai ha. Đó, mình sẽ test cái thứ hai. Thì đây có mình chỉ có một cặp pin thôi cho nên mình phải test test hai lần. Lục 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 4 5 6 Rồi như vậy là đã thành công nha anh em. Đây là cái bo micro tích hợp ha. Loại 2 mic này chúng ta sẽ tiện lợi hơn trong việc ca hát hai người. Chúng ta khỏi phải rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh hay nhớ đăng ký like và chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Sau đây mình sẽ lắp ráp lại, mình sẽ test một lần nữa cho anh xem. Một hai hai ba bốn